Hôm qua nhá, em chỉ là một game pháp sư, em chỉ đếp Seraphine 2. Thề mặt vãi chưởng. Con Soraka đầu game cũng kinh cơ. Em chỉ nghĩ là nên đó. Nên là spam bài đó một tí á. Ý chơi hạt nha, chơi hạt nha anh em ơi. Có thể chơi hạt nha anh em nhá. Update lúc sáng rồi mà. Ừ, update hồi sáng đấy. Nhưng mà pháp sư bị giảm một xíu ở mốc 7 pháp sư. Xong rồi con vét bị giảm thì không biết có ảnh hưởng hay không, em chỉ cảm giác là không á, em chỉ cảm giác là không ảnh hưởng lắm. 5 pháp sư bị nớp 5%, xong rồi 7 pháp sư bị nớp 10%, không ảnh hưởng lắm nhờ. Em chỉ nghĩ là hai con nó vẫn kinh đấy nhờ. Nhưng mà ba số làm do ảnh uy tín không chị à? Có uy tín á. Uy tín số 1 ấy á, uy tín số 1 Bùi Mô Thuộc á. Thật ra là để như này cũng được, tại vì nếu mà ví dụ ra cung thì mình cũng có thể là cuồng đao hay này kia cho bố bích đúng không? Em chỉ nghĩ là nên gọi là một bài đấu Hyperion đó. Còn lên level 8 thì em chỉ nghĩ là có Ryze, có Rider, có Kalista. Đấy, Rider với Kalista. Các mai em chỉ thấy cũng hơi cùi cùi một xíu. Nó không còn mạnh lắm nữa. Ồ. Chốt nha mọi người ơi. Chốt bài nha. Ấn ngẫu nhiên à? Ấn ngẫu nhiên ngay lập tức và khi bắt đầu mỗi giai đoạn nhận một tướng một sao có cùng tập thể có giá trị bằng giai đoạn, tức là hai chấm nhận một con hai tiền, ba chấm nhận 3 tiền, 4 chấm nhận 4 tiền, 5 chấm nhận 5 tiền à. Trễ quá nhờ. Tôi sẽ gánh nội bỏ đi cái đã. Ấn tiên linh là ê, thật sự là có cùng đeo nha. Kho thông tích à. Hả? Hả? Chết rồi. Nói cho em chị ống căng trường à, ống căng trường chứ cái gì vậy? Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ấy da. Ấy da, hỏng bánh hỏng. Ui, mua cái này là hack được con luôn rồi. Ô. Từ 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 khoan 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 khoan, từ bà này chơi gì nhỉ? Ô. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi anh em ơi, tớ phải 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 nghỉ nghỉ một xíu á. Hecarim, Taris, Senunu, Bobby, Diana, Lilia, Serat, Rai à. Ê, có ấn hoàng ông nhá, Senkari à, có yếu quá không? Nghỉ phép không? Em chỉ thấy là đánh Rai anh em ơi. Kalista 0.13 à. Kalista, Rai, Eri Serat gì đó. 8 can trường level 8. Nói chung là level 8 kịp một con gì đó ở đằng sau carry. Đó, xong rồi 8 can trường. Tại vì mình có chỉ một con đường cho nên mình sẽ gọi là có con đai này ở đâu 5.1 đúng không? 5.1 à. Lâu nhỉ. Em chưa đã donate 20.000 đồng. Ê, còn em chè nhá. Em top 8 thì nghĩ em chè à. Có tao top 8 rồi tao ơi. Một top 8 anh em ơi. Một top 8 là bằng off nha anh em ơi. Nhưng mà không top 8 được đâu. Em chỉ chết ở đâu vậy à? Em chỉ chết ở tắc tung lên anh ơi. Nói chung là bài này nếu mà đồ đồ ấy thì có nỏ xét luôn rồi. Đánh roi thì có nỏ xét luôn rồi. Chờ đi, chờ thêm một round kia đi. Thịnh Lưu đã donate 10.000 đồng. Cái thứ ta cầm hai cục đeo rồi. Ê, còn thịnh lưu nhá, FF bằng 500k à. Hồ Ly đã donate 5.000 đồng. Dạ vâng ạ. Cảnh hồ ly nhá, làm tí hè hè à. Nghẹt mũi quá anh em ơi. Tự nhiên sáng nay dậy xong rồi nó cứ gỉ mũi ở trong mũi á. Nó cứ ẩm ẩm á. Hãy Karim nhá, đừng ra sen nhá, đừng ra sen nhá. Tôi không cần sen. Đội hình siêu phế à. Đội hình siêu phế à. Đội hình thì mà phế đi. Nhưng mà ấn canh trường có thật sự là một cái ấn kiểu như là ngon trong cái lõi này không nhở? Chỉ một con đường. Chỉ một con đường duy nhất thôi. Anh em ơi, ấn can trường là từ cái gì biến cái gì nhở? Sen nữa chứ, ngộ thế. Sen là ngộ thế. Mày ngộ thế. Trẻ với lại cái gì nhở? Trẻ với lại đai lưng à? Đúng không? Phải không nhở? Ủa, đai lưng là hóa hình mà. À, dép à, dép à, dép à. Ok, trẻ với dép nha anh em nhá.
đằng nào cũng thế đúng không? Đằng nào cũng là thế thôi à. Đồ này thì khả năng cao là đồ của Rider đi mơi. Khả năng cao là đồ của Rider đấy. Quyền trụ à, quyền trụ xong một tí kháng phép này làm nó xét à. Xong một tí cái này thì biến với dép à. Ê, một game 8 căn trụ kịp được nhiều thứ nha. Kịp Ari không? Ari với lại Hikari mà. Không, trẻ ngon. Đánh Rider kịp Ari với lại kịp con này trẻ có tác dụng gì lắm đúng không? Nếu vậy em chỉ là kịp Yoi vào. Yoi thì sẽ có gọi là ma thuật với lại Bobby với lại có ba thông đạo với lại Tarik với lại Rai đúng không? Rậu rậu rậu. 10 can trường thắng 10 kỳ quái đó à, thì cũng dở. Món đồ tăng giá kháng cự cuối cùng hồi sức theo hàng à. Món đồ tăng giá nhá. Hoặc là găng đạo tặc cũng được. Một trong hai cái này thôi. Món đồ tăng giá và băng trộm mà. Băng trộm tí cho một con hết một con can trường nó cầm bốc đồ à. Cũng được đi. Sáu canh trừ cái đẻ đúng không? Cho Hecarim cầm nhá, em chỉ cảm giác con Hecarim này muốn phù thủy với gậy phép à. Tấy được random được cái này nhá. Nó xét quyền trụ. Chờ nhá em ơi. Em chỉ nghĩ là nên form form luôn đi. Một chút form đi. Một, hai. Kiểu kiểu vậy nhá em nhá. Xong rồi lên được cấp thì kịp Serat em nhá. Random top. Ê cả thích lưu nhá. Random tốt à. Rồi rồi. Nhưng mà ngon á, em chỉ là ngon đấy. Nhưng mà cái thế này thì có thể tóc téo không? Không 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 không. Không thể á, không thể á. Nay em chỉ bận gì à, sao lại có một game vậy à. Không có á, lại lâu á em ơi. Lâu đấy, lâu đấy. Ui, con này cầm kháng phép à. Ây da, rồi ngon ta. Nhưng em chỉ cần cái này á em ơi. Cái cấn ngọc hoàng nhá. Ráng à. Trời ơi, không phải ráng á, không phải ráng á em ơi. Không phải ráng á. Rồi rồi, biến cái này cái đã em ơi, biến còn chín cái đã em ơi. Kịp chú bé Yoi vào à, thay vào Lilia đi. Cho gọi là Yoi cầm ấn căng trường à. Ê, lõi ba có khi nào nó ra cho em chè lõi chùm bản đồ không nhờ? Chúc em chè đờ si nghỉ sớm. Ê cần ba, ê cần ba rô và anh bim nhá. Chúc em chỉ nghỉ sớm à? Ô sao lại chúc nghỉ sớm ta? Đừng má. Em chỉ muốn lai dài với anh em vua. Lilia 2 à. Thay vào đây, ok. Ê à, bữa nay em chỉ không xả áp giảm binh nữa anh em ơi. Bữa nay em chỉ thấy TMT binh cũng khá là ổn rồi đó. Đó 77 binh này ngon chưa? Không nhưng binh bữa nay có vẻ như nó ổn áp rồi. Không cần xả áp giảm binh, thấy binh nó cũng ok anh em ơi. Nó không tới mức mà binh 200, 300, 400 xong rồi đảo tướng đảo không được xong rồi phải bật ép lắm á. Hai ngày nay rồi. Từ khi mà em chỉ thấy nó update cái chữ play của Liên Minh Điện Thoại thành màu vàng á. Thì em chỉ thấy nó đỡ lag nha. Cố lên nào, bệt. Trời, lên được nhiều phết chứ đùa đâu. Dạ, level 7 à. Ui, tủ lơ khơ lên vào 8 á. May quá không gặp ông nó rồi đi mà. Nãy gặp rồi à. Chiếu bụng. Quả nãy à. Em trẻ hôm nay mệt nên muốn ngủ sớm là em trẻ. Em cảm biết tôi mệt nhá, em chỉ không có mệt á. Em chỉ có phải là ấy đâu mà mệt anh em. Va rồi. Va rồi, va rồi. Ê, từ chứ cái thế 45 máu à, cái thế luôn 8 à. Từ chứ đi môi. Kẻ hủy diệt shopline đã donate 5.000 đồng. Đến kẻ hủy diệt shopline nhá. Dạ, yeah, hữu duyên 8386 à, hữu duyên tốt. Thắng luôn à. Sao như này yếu quá vậy? Ê, em chỉ thấy bạn đi la đi với cái này cùi em ơi. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi em ơi. Đã là một trận thắng dài hơi rồi. Cẩn fan YBY nhá. Top 1 cộng 27 đờ thì em chè nghĩ top 8 trừ bao nhiêu? Top 1 cộng 27 à? Top 1 cộng 27 thì em chỉ nghĩ là top 8 phải trừ... ...60. Em chè đoán là 60. Trên 60 thì nó quá gì luôn á. Trên 60 thì em chỉ nghĩ là nên... nên bán đi. Nên bán đất và... và chơi đất mới á. Ê, có đồ ánh sáng này, ngon, quyền trụ ánh sáng húp.
Quỳ chữ ánh sáng chắc chắn là húp bọn em nhá. Cái cần phân qua bên ngoài nhá, trừ 97 à. Ô. Mr. Mệt trừ 97. À nhầm nhầm. Trừ 100 nhé em trẻ. Mình top. Cần Mr. Mệt nhá. Top 8 đã trừ 80 rồi. Vãi trưởng ạ. Cung săn diệt mũ thích nghi kiếm súng à, mũ thích nghi đi. Mũ thích nghi trong này đây. Nếu muốn live dài chỉ cần để livestream này sẽ kết thúc sau 24 giờ. Thỉnh miss nhá. Tất cả chỉ là dễ dối à. Không dễ dối anh nói. Là chuẩn đấy. Bằng tay cho Diana. Tưởng anh tay anh kem mùi tú nhá. Cái gì này. À nhầm không có. Rider à. Cần Rider thay à. Quy hợp dễ sưu tầm trang bị. Hả? Ê, em chỉ nghe đủ rồi đó đi mời. 1, 2, 3, ơ, ngon nha. Cái này tôi, ngon nha. Phạm Ngọc Thạch hay còn được biết đến là em trẻ đến UCL. Tôi đã thật sự sai lầm khi đã đặt ra thử thách Long Kim này mà không ngờ nó lại nhắn đến thế. Tôi đã biết lỗi của tôi rồi. Còn giờ tôi xin phép anh em off sau trận top 8 này nha. Thịnh Lưu đã donate 10.000 đồng. Top 8 tot, ok anh em oi. Em còn Thịnh Lưu nhá, em còn Trần Quang Hùng nha. Ủa là sao ta? Điên à? Tám điên hả anh em? Sao điên thế nhở? Ồ. Sao điên thế nhở anh em nhở? Ô kìa. Chết rồi, tám điên à? Không được. Đơn. Mới như này mạnh mẽ ta. Mạnh mẽ ta. Hai tướng bắt đầu ở dơ chân ở hàng sau trở nên bốc tử cho đến khi bốn cái đang trên căng trường tử trộm. Tài đã đầu mét 5.000 đồng. Cánh tài nhá. Ui ôi 15.000 đem anh em ơi. Em chị chúc Lê Đông Phước sinh nhật vui vẻ nha. Một cái sinh nhật chàng đang niềm vui hạnh phúc nha. Ôi ôi Nora 15.000 đem anh em ơi. Thật sự là ối dồi ôi đấy. Bốn cái này búp cho con này tí có DNA nữa là ngon đúng không? Em chỉ nghĩ là loại bay là khá là ngon anh em ơi. Loại bay là siêu ngon đấy. Rồi với lại dồi được bốc tử à. Rồi rồi. Bài mình đang có cái gì? Bài mình đang đây có con này gọi là đem duy trì đúng không? Bài mình đang thiếu gọi là giảm kháng phép và giảm hồi máu đúng không? Thiếu giảm kháng phép và giảm hồi máu à. Đánh trường điện từ Lê Minh Cường internet nhá. Xin vía qua môn này à, em chị nghĩ là làm các bài thầy Lê Minh Cường ra á. À, môn đó em chị cũng có một cái kỷ niệm gọi là tốt á. Thầy Lê Minh Cường à, thầy Lê Minh Cường siêu dễ thương. Milo à, bị phép à, chết rồi không có giao điện rồi đi mui. Ở nhặt bốc đồ nhá mọi người nhá. Đi kiếm giao điện sau à. Không có mảnh rồi. Nhặt bản đai lưng làm quỷ thư à. Quỷ thư hoặc là dép lửa à. Cũng được. Đó, mấy cái này cho nó xuống dưới tí anh em ơi. Cho mấy cái này nó châu châu cho nó chết chết đi. Hikarim à, Hikarim 2 rồi đúng không? Con này 2 rồi, con này 2 rồi à, ok. Chờ làm cái giao điện nhá mọi người nhá. Nhà này level 9 Nora 2. Cầm xô dinh, cầm quỷ, cái gì tùm lum tùm la anh em ơi. Level 9 gọi là Nora 2 à. Nhưng nhưng không nhỏ nên nhỏ. Nhưng không ta. Rồi 4600 đam mà không nhiều lắm nhỉ. Sắp Tarith 2 à. Em chỉ nghĩ là Tarith 2 với lại Rai 2 là thế giới đấy. Tarith 2, Rai 2 xong rồi tí Diana thay vào đây đó. Hoặc là Diana thay vào con sen này. Tại vì con sen này nó là con tướng 3 tiền á, cho nên là những người bạn nhỏ này nó không có lời lắm. Con này thì vẫn búp những người bạn nhỏ, con này búp những người bạn nhỏ đúng không? Nghe nó vẫn ngon đúng không? Xong rồi tí nữa con đây nè thay vào đây rồi, nhưng mà sen 2 có CC cũng khá là ngon à. Nếu vậy thì chúng ta có thể thay vào cái cream à. Sen mà. Thôi cứ giả vờ là đây nè thay vào sen đi em nhá. Đây nè thay vào sen đi. Sen có CC à. Một tướng chết này. Hai tướng chết, ba tướng chết, ok, vẫn đang bắt tử hàng sau nha.
bắt đền em trẻ. Hôm qua hứa với sếp là xem em trẻ lao xong sẽ bắt đầu vào làm. Cuối cùng thì tận 5:53 mới bắt tay vào làm đến 6 giờ đêm. Thần trò phát MU nhá. Ngon. Mình sắp chửi tốt à. Mình sắp la tốt à. Ê, con Milo này cũng thật là ghê gớm anh em ơi. Anh em có nghĩ là con Milo này nên thay vào đây không? Con này thì thật sự là kiểu như là ba hệ lận à, ba hệ đều xài được luôn. Xong rồi có những người bạn nhỏ à, con này hắc đồ cho bọn này em chỉ nghĩ là cũng cực khủng khiếp ấy. Con này thì được cái là nó mất đồ tại vì con bắt nó sẽ lâu ấy. Chắc chắn là con bắt sẽ lâu đi nhá. Ê, em chỉ nên thay ấy, nên nha. Ui đồ on à, đồ on à. Dím à. Rất hay à. Đây nè, thay vào xin à. Thì ứng bóng à, được. Chết rồi, không có nhiễm hơi máu rồi, ngố rồi. Mình muốn off sớm thì cứ trình bày với anh em yêu là được mà. Cần nhân viên hay như leo nhá. Có đâu ta ơi, có đâu ta ơi. Thế giới. Con Ryan này mà lên 2 thì sao mà đỡ được đây. Em chỉ nghĩ là cái này là hợp nhất so với lại 8 canh trường rồi anh em ơi. Em còn Baro và Ben nhá. Top 8 còn nguyên à. Không top 8 nữa. Cái này em chỉ top 1, top 2 luôn chứ anh em. Ryan em chỉ chuẩn bị 22 giây chuẩn bị hóa to này. Đó, hóa to lên này, Ryan em chỉ trưởng này. Khi... Ryan em chỉ trưởng này. Ơi cần 2 sao anh em ơi, thật sự cần 2 sao nha. Bùm. Chịu hồi một con rồng à? Ủa? Nếu mà chịu hồi con rồng này thì con rồng này nó có nhận được cái gọi là hai tướng bắt đầu giao tranh ở hai hàng sau sẽ trở đến bất tử không nhỉ? Thì nếu thế thì mình sẽ cho con này với lại con này trong này lên trên nè. Thôi, đợi con rồng ở hàng 3 đi. Không có bất tử gì cả. Không có bất tử gì cả anh em nhá. Hoặc là cái này nó chỉ là cho tướng thôi. Hai tướng mà con rồng này không phải là tướng à. Kiểu thế à. Em chỉ để hàng 3 cho nên kiểu không chắc lắm á. Nhưng mà tạm thời là hai con này bất tử đúng không. Chỉ lắp đây lưng lỡ ra đi chơi có bốc đồ. Thì lại con đây anh em không cần được bốc đồ à. Có biết phép tốt à. Nước không nổ được à. Vẫn đang gọi là bất tử à. 13, 12, 19, 8 thăng hoa. 200 số là quyền trụ. Và đó là gớm nhờ anh em nhờ. Thật sự là gớm nhờ. Ê, kiểu như là ba đồ này là ba đồ thế giới nhất trong một bộ cờ gọi là siêu tăng nữa đúng không? Kiểu quyền trượng, kiểu như là đem theo thời gian mà lại còn quyền trượng ánh sáng nữa cơ. Xong lại còn bùa thăng hoa. Kinh khủng khiếp. Nếu còn lõi ký ước của quỷ thì lai này sẽ tồn tại. Ê, cần nhân viên hay đi leo nhá. Khéo quỷ dữ à. Khéo quỷ dữ lâu rồi cũng thèm thèm á. Cũng thèm thèm khéo quỷ dữ anh em ơi. Bỏ ẩn ra thêm kiếm súng không à. Bỏ ấn ra thêm miếng súng nhưng mà phải lên level 9 mới bỏ ấn được anh em ơi. Giờ bỏ ấn thì không có con được cầm được hết á. Con này cầm dao điện anh em nhá. Nói chung là chết gọi là 4 con thì hai con này mới bị đụng đến đúng không. Nhà này hộ pháp nói chung là combat lâu. Nhà này loại 2 tăng, loại 3 tăng cho nên combat sẽ cực lâu. Thì em chỉ nghĩ là con Ryan này sẽ thích được tầm khoảng 1 tỷ số anh em ơi. 1 tỷ á. Bốn trăm hai mươi sức mạnh phép thuộc anh em ơi. 460 500 Ryan một à lên chỉ cái xe đát à rồng để chỉ mua búa đã. Hai hình nhân thì nó có bóp cái này không ta. Khi bốn tướng can trường tử trận là mới đúng không.
Là không bóp luôn hả? Em chỉ nghĩ nó vẫn thế mà chỉ là thêm mấy cọc thôi mà đúng không? Như này nhá. Tarik 3 à? Tarik 3 khó đi em ơi, có nhè đánh ấy mà. Nhè này vẫn chưa ấy. Nhè này vẫn chưa chết à? À nhưng mà em chỉ mới lướt qua một vòng á, không thấy ai chơi Tarik hết. Mới như này đánh Roi nhưng mà kịp bảo hộ đi em ơi. Nhè này đánh Roi cũng kịp ma thuật đi em ơi. Không có ai gọi là kịp Tarik kẻ đúng không? Nhà này con Roi đem ra sau thì em chỉ nghĩ là con này mất tuổi thì chắc chắn là counter đúng không? Mà mình counter bài nhà này anh em nhá. Coi như con Roi này chỉ bắn được hàng trên thôi rồi, con này vẫn đang mất tuổi nha. Thăng hoa tốt nha. Hè. Nó còn trâu được cơ. Nó đẻ mạnh nó còn trâu được cơ anh em ơi. Ok, nhà này chết rồi đúng không? Roi 2 sẽ là đơn giản đúng không? Roi 2 sẽ là siêu đơn giản à. Xem thay Lilian đi em chị à, không được anh ơi. Con Lilian này em chỉ kích hơn những con nhỏ á. Em chỉ đang cần mấy con 1-2 vàng anh em ơi. Không nên à. Ủa nhưng mà bất tử mà. Nhưng mà bất tử mà anh em. Cái 8 căn trường này là hai con tướng này bất tử mà. Nó không cần cầm ấn á. Tại vì level 8 không có con nào cầm cho nên em chỉ là mới lên cho nó cầm thôi á. Giữ ngon hơn chứ nhỉ à. Các bạn em chỉ sẽ giữ nhá. Từ em chỉ còn này 2 đấy. Thế giới thế. Bài gì mà thế giới thế anh em. Búp cho hai con này trước đúng không? Búp cho hai này trước đã anh em ơi, xong rồi mới búp cho tới con, xong rồi mới búp con Serat này á. À nó vậy em chỉ sẽ để con Serat lên trên anh em ơi. Em chỉ muốn hai con này bất tử anh em ơi. Nhìn kinh đó. Nhìn con Roi cầm đồ này kinh quá anh em ơi. Roi mà ngỡ sau kiểu kinh khủng khiếp. Diana cũng gọi là gớm gớm cơ. 4.000 máu anh em ơi. 4.000 máu, 260 dép, 240 kháng phép. Chỉ còn 4 nhà mà thôi à. Mình nhìn khống chế à. Nhìn này có khống chế đến từ Bria này. Bria biến thành là 3 cái thì cũng có khống chế nhiều hơn đúng không? Nhìn này khống chế không? Nhìn này có Galio với lại có Nami à. Được. Được anh em ơi. Nhìn này có cả Dylan nữa. Nhà này đánh vết ba với lại con này ba à. Thôi để im nhá em nhá. Để im nhá em ơi. Nhưng mà bỏ ấn ra vẫn bất tử nhá em ơi. Bỏ ấn ra vẫn bất tử mà. Đây này, và hai tướng bắt đầu ở trên sân xong. Chẳng qua là đó, anh em biết không? Con này đâu còn ấm đâu. Này con này không còn ấm, nó vẫn kiểu đang sáng sáng này, nó đang bất tử này. À hai hàng sau đi em ơi. Hai hàng sau tức là hàng này cũng được. Này ví dụ con này không bất tử nè. À cho này lên đây cho nó bất tử để cho nó không à, em chỉ nghĩ là hai con này nên để lên hàng 2 anh em ơi. Nên để lên hàng 2 để có gì cho nó nhập đam nữa anh em ơi, nó bất tử mà. Đây nè 10.000 đam cái gì đây. Nếu bạn thắng nhận 12 vàng, nếu bạn thua nhận 20 XP rồi để chi vậy? Không cần á, tôi không cần á, rồi lại còn vánh cực để đời nữa. Ôi rồi. Ôi rồi. Đó em chỉ nghĩ lên như này anh em ơi, đó lên như này nhá. Cho hai này bất tử xong rồi cho hai này lên châu châu một tí, con này qua đây, con này qua đây, đó. Để mấy con này xong rồi để hai con này xuống dưới anh em ơi. Để mấy con kiểu như là ít máu này xuống dưới anh em nhá, xong rồi cho gọi là mấy con này lên đấm nhau trước. Em chỉ thấy này là nhà để Roi bên phải cho nên em chỉ sẽ kê cái vút rồng qua bên phải nha. Xe đắt để lên trên chút chút cũng không bị sao cả á. 15 mùa. Cái bài gì đây? Cái bài quái quỷ gì đây? Nguyên nhè. Yes sir. Wow. Chỉ một con đường và đó là ấn là căng trường à. Wow wow wow. Cần ấn kem 10 túi nhá. Cần 2 sen nhá. Tôi đã ra. Tưởng chừng như top 8 nhưng lại là top 1 à. Ồ, cộng 54 tốt à.